Hôm nay mình xuống Linh Bình bảo hành xe. Số em bảo hành chiếc Goda. Chiếc này thì bị chập chờn tay ga, vừa lên bảo hành xong. Chạy test thử xe. Cầm 25 cây. 25 tiếng một giờ. Đây nhá, xe chạy được 118 cây chứ không phải là xe mới mình giao đâu. Chiếc này là mình đang đến bảo hành ở Linh Bình. Đây này, đang 35 Linh Bình. Đấy, nhà mình phi hẳn ô tô đến bảo hành nhá. Nếu mà có vấn đề gì xảy ra, nhà mình sẽ mang xe về để chạy test thử xe đã. Hôm nào anh hướng dẫn tốc độ rồi mà. Anh mọi người muốn mua xe thì liên hệ với Hoàng Thống Mô Tô Đức Mado qua số 038 679 198 nhé. Hoặc 0985 839 983 nhé. Về cái chế độ bảo hành, nhà mình bảo hành toàn quốc và sẽ phi xe đến. Nói thẳng luôn là anh em sẽ mất phí nhá. Chứ đừng nghe mấy ông kia quảng cáo là miễn phí. Nhá, đồ bảo hành là sẽ miễn phí, nhưng mà cái công mà đến sửa thì là sẽ mất phí nhá. Đây là chiếc Goda. Bán được phải 2 tháng rồi đấy nhỉ. Phải được 2 tháng rồi. Kiểm tra đèn còi xem có gì không không rồi. Đó. Đấy. Ok. Rồi.